Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV những hình ảnh và cánh quay trước mắt cô chú như bọn mình thực hiện tại Nhật Bản. Hôm nay mình vào đây thì thanh toán được mấy món đồ, ngay bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Trước mắt anh chị em là một con Omni đàn ông 1500 AE trong tình trạng đẹp xuất sắc. Anh chị em có thể quan sát, đây là một trong những con Omni mà mang lại âm bass vô cùng mạnh mẽ. Anh em hoàn toàn có thể nghe nhạc và phối ép ở các dàn karaoke. Cái này thì điện của nó 100 nhé, điện 100V sản xuất tại Nhật. Mặt phay nhôm trắng sáng, rất đẹp anh chị em nhé, anh em có thể quan sát đây. Điều khiển còn nguyên, cắt tô lô còn nguyên. Chiếc Omni này về tay là 12 triệu, bác nào quan tâm thì chụp lại nhé. Giá về tay là 12 triệu, một trong những con Omni cực kỳ chất để anh em có thể nghe nhạc. Đặc biệt là cái âm bass của nó vô cùng mạnh nhé, dòng đàn ông 1500. Sản xuất tại Nhật. Số seri đuôi là 7512. Điện 100V. Dây cáp điều khiển, cáp tô lô đầy đủ. Giá 12 triệu là hàng vận chuyển bằng đường hàng không nhé. Hàng đi bay khoảng chục ngày anh chị em sẽ nhận được hàng, bao ship trên toàn quốc. Bạn nào xem được sớm thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Ngay bây giờ thì mình di chuyển để tiếp tục quay những dòng sản phẩm khác tại Nhật Bản. Vâng, sang cái hành lang đây thì anh em quan sát rất là nhiều đồng hồ, túi, ví. Và mình vừa thanh toán được những món hàng và có một số món thì chưa thanh toán nhé. Ngay bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Trước mắt anh chị em là những chiếc túi hiệu của Gucci và Burberry. Đây là một chiếc túi dành cho bạn nữ đeo chéo. Một cái thiết kế của Gucci màu nâu cà phê. Trong tình trạng còn tương đối đẹp anh chị em nhé. Trong tình trạng còn tương đối đẹp. Những cái dòng túi hiệu thì đương nhiên là độ hoàn thiện của nó rất là cao, các bác có thể quan sát. Cái này thì dành cho nữ, một cái màu nâu cà phê. Bác nào quan tâm đến chiếc này thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo đang hiển thị trên màn hình anh chị em, là cả số Việt Nam lẫn số Nhật Bản. Chiếc này thì mình chưa tính toán, hiện tại đang mang bày bán tại Nhật với giá là 55.000 yên cả thuế, mã của nó là 1286. Chiếc này về tay là 11 triệu nhé, anh chị em nào quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. 11 triệu là giá về tay, một chiếc túi hàng đã qua sử dụng. Con này thì nó còn giữ được nguyên cái bao nhé, bao bố. Đấy, các bác có thể quan sát bên trong. Bên trong tương đối sạch sẽ. Và đương nhiên con này được sản xuất tại Ý nhé, Made in Italy. Một chiếc túi Gucci hàng đã qua sử dụng. Màu nâu cà phê dành cho nữ. 11 triệu là giá về tay nhé. Bác nào hữu duyên sẽ đọc sớm thì chụp lại. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt anh chị em là một chiếc túi kẹp nách của nam. Chiếc này thì với một cái thiết kế vô cùng nam tính, màu đen. Cái mặt khóa này nó còn tương đối sáng anh chị em nhé, rất là sáng. Có một vài vết chày không đáng kể anh chị em nhé, nhìn kỹ với thế. Một chiếc túi Gucci của nam được sản xuất tại Ý. Chiếc này về tay có giá 6 triệu nhé, một cái giá vô cùng tốt để anh chị em mua sắm. Thường thường những món nào mình thanh toán ngay rồi thì đa số giá của nó rất là tốt. Hai các bác có thể quan sát một cái thiết kế vô cùng tinh tế của Gucci. Trong đây nó có một sợi dây rút nhé, cái này thì khăn còn nguyên. Khăn bao bên ngoài còn nguyên. Và cái sợi dây rút này rất là tinh tế, các bác có thể thấy này, người ta giấu rất là kín nhé. 6 triệu là giá về tay, một mẫu túi dành cho nam vô cùng tuyệt vời để anh chị em mua sắm. Đây các bác quay bên trong, bên trong có một ngăn kéo khóa nhé, một ngăn kéo khóa và hai ngăn chia rời để anh em có thể đựng túi, ví, kính mắt, điện thoại. Sản xuất tại Ý, hàng đã qua sử dụng trong tình trạng rất đẹp. 6 triệu là giá về tay, anh chị em quan tâm thì nhanh chóng chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Đây là cái giấy mình vừa thanh toán xong này, giấy của hãng. Vừa thanh toán trong tiệm đồ cũ. Ở trong tiệm đồ cũ mà khéo tìm kiếm thì vẫn vớ được những món hàng hiệu vô cùng tuyệt vời và giá cả phải chăng. 6 triệu là giá về tay nhé, bác nào hữu duyên xem sớm thì chụp lại. Bây giờ mình sẽ đo cái kích thước để anh em dễ bề trong việc mua sắm. Chiếc này thường thường nó khoảng 25-26. Ví dụ như chiếc này là 25cm nhân với 17-18. Nó nằm trong khoảng đấy vì nó là một mẫu túi xách tay kẹp nách. Mẫu này thì dành cho nam nhé. Bác nào yêu thích dòng của Gucci thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo.
một chiếc túi vô cùng thời trang. Thương hiệu thì vô cùng đình đám mà. Một cái Gucci sản xuất tại Ý, hàng đã qua sử dụng. Kế tiếp và liên tục chương trình trước mắt anh chị em là một chiếc Burberry dành cho bạn nữ. Một cái thiết kế thì vô cùng quý cô anh chị em nhé. Cái này thì trong tình trạng rất đẹp, anh chị em có thể quan sát, hoàn toàn có thể mua làm quà tặng những người thân yêu. Chiếc này về tay cũng 6 triệu nhé, 6 triệu là giá về tay dành cho bạn nữ. Đặc biệt là cái dòng của Burberry thì cái form của nó bao giờ cũng giữ được rất là chuẩn anh chị em nhé. Rất là chuẩn chỉ, và cái form của nó hàng dùng lâu năm, như cái form của nó bao giờ cũng rất là cứng cáp và đẹp. Bên ngoài có một ngăn hộp, và bên trong thì tương đối rộng rãi để chị em tỏa sức mang theo hành tư trang cá nhân. Rất là sạch sẽ và đẹp anh chị em nhé, đẹp từ trước và sau, từ trong ra ngoài. 6 triệu là giá về tay. Cái siêu bên trong này nó còn chưa bóc anh chị em nhé. Đấy, cái siêu bên trong còn chưa bóc luôn. Điều đó thể hiện là trong tình trạng rất đẹp, và hàng hầu như rất ít khi sử dụng. Bạn nào hữu duyên xem được sớm thì chụp lại nhé. 6 triệu là giá về tay, bao ship, bao thất lạc. Bên trong có một ngăn kéo khóa và một ngăn nhỏ. Các bác chỉ cần chụp lại nhé, và gửi qua một trong hai số Zalo. Anh em nên chụp lại các sản phẩm và gửi qua thì nó dễ tìm kiếm và tránh nhầm lẫn cho các sản phẩm khác. Bây giờ mình sẽ check lại cái kích thước nhé, để anh chị em dễ bề trong việc mua sắm. Kích thước này của nó thì hơn 30cm, hơn 30cm chiều ngang. Đấy, các bác thể quan sát này. 34-35cm ở vị trí rộng nhất. Và chiều cao của túi là 20cm. Vô cùng thanh lịch, sang trọng và đầy quyến rũ. Giá về tay là 6 triệu. Anh chị em chỉ cần chụp lại nhé, và gửi qua một trong hai số Zalo. Khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Tất cả những dòng sản phẩm trên kênh thì cố gắng là mình sẽ quay rất kỹ, quay rất chi tiết để anh em dễ bề trong việc lựa chọn và mua sắm. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang bên đây thì cô chú chị các bạn có thể quan sát rất là nhiều đồng hồ. Mình vừa thanh toán được hai chiếc đồng hồ trong tình trạng rất đẹp ngay tại tiệm, thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết. Hai chị em nào cần sắm một chiếc đồng hồ đặc biệt là nguyên chất của Nhật Bản thì đây là một trong những hai con đồng hồ vô cùng tuyệt vời để anh chị em lựa chọn. Trước mắt anh chị em là một mẫu đồng hồ của Orient Star anh chị em nhé. Một cái mặt xanh vô cùng độc lạ và lộ cửa sổ tìm ở vị trí 9 giờ. Cơ chế hoạt động là automatic anh chị em nhé. Automatic, một con Orista automatic. Hàng của Nam anh chị em nhé. Con này thì lộ đáy, lộ cửa sổ trước, nhìn xuyên tâm, nhìn rõ máy chạy. Cái này trong tình trạng là chưa đeo anh chị em nhé. Trong tình trạng là chưa đeo. Hàng còn nguyên hộp. Đặc biệt là bán nội địa, made in Japan. Một con đồng hồ cực kỳ chất và đang được bán trong tiệm đồ cũ với mức giá rất tốt để anh chị em mua sắm. Bây giờ mình cố gắng là quay chi tiết cận cảnh và đeo thử. Sau đó mình báo giá về tay. Hãy các bác có thể quan sát này, giá đang bày bán tại Nhật, hàng mới của nó là 80.300 yên. Nó khoảng 15 triệu anh chị em nhé, khoảng 15 triệu. Giá hiện tại con này về tay là 9.500.000, 9.500.000 là giá về tay. Bao ship. Hàng đặc biệt là hàng chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Hàng chưa qua sử dụng. Bây giờ mình check size, sau đó thì mình vào tay. Size con này là size 39. Một mẫu đồng hồ của Nam với một cái size không quá lớn và không quá nhỏ. Và sau khi mình vào tay thì anh em quan sát một con đồng hồ cực kỳ chất để anh chị em sưu tầm. Trong tình trạng là mới 100%. Cơ chế hoạt động là automatic. Ở vị trí dưới 12 giờ nó là cơ chế tích cót anh chị em nhé. Đồng hồ là kim chỉ cót. Anh chị em vặn núp núm vặn ở vị trí 3 giờ thì kim sẽ lên đến 50 tiếng. Tức là nó tích cót được 50 tiếng anh chị em nhé. Trong trường hợp mà anh em không đeo thì anh em hoàn toàn có thể tích cót để đồng hồ được chạy bền bỉ. Hôm nay mình check dạ quang, anh em quan sát là dạ quang kim cọc số anh chị em nhé. Dạ quang kim cọc số rất sáng.
9.500.000 là giá về tay. Anh chị em quan tâm thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình trước mắt anh chị em vẫn là một cái mẫu đồng hồ của Orient Star. Con này cũng tích cót 50 tiếng và đặc biệt cái cửa sổ lộ máy của nó hình chiếc lá. Nhìn vô cùng tuyệt vời luôn, vô cùng uyển chuyển. Nhìn rõ cỗ máy đang vận hành. Size con này thì chắc lớn hơn con kia một chút xíu. Con này là cũng bản nội địa anh chị em nhé. Cũng bản nội địa Made in Japan. Automatic. Chữ Orient Star tạm dịch nó là ngôi sao phương Đông anh chị em nhé. Ngôi sao phương Đông. Một con đồng hồ cực kỳ chất để anh chị em mua sắm. Thì các bác có thể quan sát này. Giá mới bán lẻ tại Nhật nó là 106.700 yên. Nó khoảng 18 triệu anh chị em nhé. Giá tại Nhật nó khoảng 18 triệu. Tuy nhiên hiện tại bây giờ giá về tay 12.500.000. Một cái giá cực kỳ tốt để anh chị em lựa chọn. 12.500.000 là giá về tay nhé. Giá đang bán lẻ tại Nhật hàng mới là khoảng 18 triệu tại Nhật. Con này là size của nó là size 42 anh chị em nhé. Một cái size 42. Lớn hơn con kia tầm 3mm ấy. Từ size 39 đến 42 là một cái size tầm trung, không quá lớn và không quá nhỏ để anh chị em lựa chọn. Hầu như ai đeo cũng rất là phù hợp. Đấy, các bác có thể quan sát này. 12.500.000 là giá về tay. Anh chị em chỉ cần chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Khoảng chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Một con đồng hồ vô cùng tinh tế của nhà Orient Star, sản xuất tại Nhật. Automatic. Bây giờ mình sẽ check dạ quang để anh em có cái nhìn toàn cảnh. Con này thì cũng dạ quang kim cọc số anh chị em nhé. Dạ quang kim cọc số. 12.500.000 là giá về tay. Anh chị em nào hữu duyên xem được sớm thì chỉ cần chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Đặc biệt là còn nguyên hộp và hàng chưa qua sử dụng, mới 100%. Đang bày bán trong tiệm đồ cũ nên cái giá cực kỳ tốt để anh chị em lựa chọn. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang bên đây thì mình vừa thanh toán được một chiếc đồng hồ đề bàn. Trong tình trạng là rất đẹp, hàng rất độc lạ anh chị em nhé, hàng vô cùng độc lạ. Mới một cái mặt số La Mã, con này thì nó chạy pin thôi. Mặt số La Mã đẹp, rất là sáng và đẹp. Cái này thì anh em trưng bày trong các không gian phòng khách, phòng làm việc. Cái này thì nó chạy pin, một quả pin chung. Trưng bày rất là tuyệt vời luôn. Giá con này về tay là 3 triệu nhé. 3 triệu là giá về tay. Anh chị em quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Một con đồng hồ cây đề bàn rất tuyệt vời luôn. Một con đồng hồ Senko, con này thì chiều cao của nó thì khoảng 40cm anh chị em nhé. Chiều cao khoảng 41cm, 40-41cm. Vẫn hoạt động hoàn hảo anh chị em nhé. Vẫn hoạt động hoàn hảo. Cái đường kính trên mặt của nó là 16cm, 16cm. Cái này thì đương nhiên mình cũng gửi kèm pin để anh em về có thể sử dụng ngay. 3 triệu là giá về tay. Bao ship, bao thất lạc. Đây các bác có thể quan sát này. Một cỗ máy Senko của Nhật vô cùng to. Máy rất là lớn anh chị em nhé. Chạy một quả pin chung. Giá về tay là 3 triệu bao ship. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang bên đây thì vẫn là cái khu vực bán đồ điện. Và mình cũng vừa thanh toán được một chiếc loa Bluetooth ngay tại tiệm thì mình quay cận cảnh chi tiết. Và báo giá về tay. Con này thì trong tình trạng là chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Đặc biệt là con hàng chưa qua sử dụng. Giá con này về tay là 3.900.000 đồng. Một trong những cái dòng loa Bluetooth nghe hay nhất trong cái tầm tiền của nó. Con này thì âm bass của nó vô cùng mạnh mẽ. Hàng nguyên hộp chưa qua sử dụng nhé. Con này là hàng chưa qua sử dụng. Bây giờ mình sẽ khui ra và bóc quay cận cảnh chi tiết. Các bác có thể thấy là một con loa Bluetooth. Con này thì kết nối Bluetooth rất là xa anh chị em nhé. Tầm 70m vẫn bắt rất là tốt. Phù hợp cho anh chị em
tập thể thao, thể dục aerobic ở ngoài trời hoặc là nghe ngoài trời rất là hay luôn. Đặc biệt là nó có tính năng sạc pin anh chị em nhé. Hộp giấy tờ táp mát đầy đủ và đặc biệt là hàng chưa qua sử dụng. Điện này thì anh em ghim điện 200 được nhé, điện 220V đều được. Đấy, các bác có thể quan sát này, nguồn là chưa cắm điện nhé, nguồn chưa ghim điện một lần nào. 3.9 triệu là giá về tay. Bác nào xem được sớm thì chụp lại nhé. Cách sử dụng cái này thì rất là dễ. Hai chị em nhấn vào đây 3 giây đèn nguồn sẽ bật, sau đó thì qua điện thoại kết nối Bluetooth nghe cực kỳ mạnh mẽ. Hai chị em hữu duyên xem được sớm thì chụp lại nhé, có một chiếc duy nhất. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị bạn là rất là nhiều hàng hiệu. Và mình vừa thanh toán một chiếc túi trong tình trạng rất đẹp, anh em có thể quan sát và nhanh chóng để mua sắm. Một chiếc túi và một cái thương hiệu đến từ Italia. Hàng đẹp khoảng 98% anh chị em nhé. Khoảng 98%. Một chiếc túi màu đỏ ớt vô cùng độc lạ, rất thời trang, dành cho bạn nữ. Bạn nào yêu thích màu đỏ và hợp với màu đỏ thì đây là một trong những chiếc túi với mức tiền rất tốt để chị em mua sắm. Đây là cái bao của nó nhé. Cái kích thước này của nó thì khoảng 33cm, chiều cao khoảng 21cm. Một cái màu đỏ ớt vô cùng độc lạ, tươi. Và cái thiết kế và độ hoàn thiện rất là cao anh chị em nhé. Tỉ mỉ và tinh xảo. Nó bán trong tiệm đồ cũ, có một chiếc duy nhất. Cái này thì thích hợp cả một cái dây quai đeo anh chị em nhé. Cả một cái dây quai đeo. Phù hợp cho bạn nữ hay di chuyển và tương đối rộng rãi để chị em có thể đựng tư trang cá nhân. Bạn nào hữu duyên xem được sớm thì chụp lại nhé. 3.800.000 đồng là giá về tay. Đấy, các bác có thể quan sát này. Một chiếc túi của Ý, hàng đẹp khoảng 98-99%. 3.800.000 là giá về tay nhé. Một cái giá cực kỳ tốt để chị em lựa chọn. Ship từ Nhật về khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Hàng sẽ được giao miễn phí toàn quốc từ Móng Cái đến Cà Mau. 3.800.000 đồng một chiếc túi của Italia. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một cái bộ ly vô cùng tuyệt vời để anh chị em sở hữu. Hàng còn nguyên hộp chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Chưa qua sử dụng, chưa qua trưng bày. Mới 100%. Cái này thì nó bằng thủy tinh anh chị em nhé. Bằng thủy tinh, sau đó thì nó mạ bạc. Hàng của Tây anh chị em nhé. Các bác có thể quan sát này. Một chiếc hàng của Mỹ. Hàng chưa qua sử dụng. Cái này thì nó chế tác bằng thủy tinh, sau đó thì được mạ bạc bằng công nghệ điện phân. Đẹp và sáng loáng như gương anh chị em nhé. Sáng bóng như gương. Gồm có 5 chiếc và một hộp hàng chưa qua sử dụng. Cái này thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng hoặc trưng bày, vô cùng tuyệt vời luôn. Đẹp không tì vết, giá về tay là 3 triệu nhé. Bạn nào xem được sớm thì chụp lại. 3 triệu là giá về tay. Bao ship, bao vỡ, bao thất lạc. Gồm có 5 chiếc. Đây anh em thì có thể quan sát này. Cái này nó mạ bạc điện phân nên là nó sáng loáng anh chị em nhé. Sáng loáng. Sáng loáng mà bóng không tì vết. Hàng của Mỹ anh chị em nhé. 3 triệu là giá về tay. Đấy, các bác có thể quan sát hàng còn nguyên trong hộp. Có một bộ duy nhất nhé. Một bộ duy nhất. Kế tiếp và liên tục chương trình, sang cái hành lang bên đây thì mình vừa thanh toán được cái bình vô cùng VIP. Hàng VIP Pro anh chị em nhé. Đây là một trong những chiếc bình cực kỳ quý hiếm. Anh em có thể quan sát, đây là một chiếc bình pha lê của Pháp. Hàng chế tác thủ công. Đẹp từng centimet. Anh em có thể quan sát. Nói đến pha lê cao cấp của Pháp thì không thể không nhắc đến cái thương hiệu Bacrat. Một trong những cái thương hiệu đình đám. Và đây là một trong những chiếc bình nằm trong bộ sưu tập pha lê vô cùng tuyệt vời. Để anh chị em có thể sở hữu. Đây, các bác có thể quan sát này.
đẹp từng centimet, đẹp từ mọi góc nhìn, hàng của Baccarat. Chiếc bình này về tay với giá 15 triệu anh chị em nhé. 15 triệu là giá về tay, bao ship, bao vỡ, bao thất lạc. Anh chị em yêu thích pha lê của Pháp thì chụp lại. Đây các bác có thể quan sát này. Ở dưới này có chữ Prang anh chị em nhé, và Baccarat. Một chiếc bình vô cùng tuyệt vời để anh chị em lựa chọn. Anh chị em nào yêu thích pha lê, yêu thích sự lấp lánh, long lanh, lung linh thì đây là một trong những chiếc bình hội tụ đầy đủ để anh chị em có thể trưng bày hoặc có thể làm quà tặng. Đẹp từng centimet. 15 triệu là giá về tay nhé. Bác nào yêu thích thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Cái thương hiệu Baccarat này có những chiếc bình nó lên đến 200 triệu anh chị em nhé. Có những chiếc bình lên đến 200-300 triệu là bình thường. Chiều cao của chiếc bình này thì anh em quan sát là 27,5 cm. Trọng lượng của nó thì nặng khoảng 6 kg anh chị em nhé, rất nặng luôn. Và đường kính bên miệng của nó là thì 20 cm. Anh em hoàn toàn có thể trưng bày hoặc cắm bông cắm hoa vào những dịp lễ Tết, những dịp đặc biệt. Những chiếc bình này thì không cần phải cắm hoa đã thu hút mọi ánh nhìn anh chị em nhé. Đấy là điều đặc biệt của pha lê cao cấp. 15 triệu là giá về tay, bao ship, bao vỡ, bao tất lạc. Kế tiếp và liên tục chương trình trước mắt anh chị em là hai chiếc bình cổ tiệp. Đây cũng là dòng pha lê được chế tác thủ công, pha lê màu chế tác thủ công trong suốt anh chị em nhé, màu vàng trong suốt. Giá cặp này về tay rất tốt để anh chị em lựa chọn. 3 triệu là giá về tay, bao ship, bao vỡ, bao thất lạc. Anh chị em chỉ cần chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Những cái sản phẩm pha lê của nước ngoài, của châu Âu đa số rất là đẹp, với cái tinh thể pha lê, tinh thể chì rất là cao, tạo nên độ sáng, lấp lánh và long lanh. Đẹp từng centimet, giá về tay là 3 triệu bao ship. Anh chị em quan tâm thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Hàng ngày hàng tuần thì mình lang thang khắp tại các trung tâm thương mại đồ cũ tại Nhật Bản, có những món hàng cực kỳ đẹp. Chiều cao của chiếc bình này là 26 cm anh chị em nhé, 26 cm. 3 triệu là giá về tay, 3 triệu cho một cặp nhé. Bác nào yêu thích pha lê của tiệp của Pháp, của châu Âu thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Vậy cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.